Chú chó bất lực vì gặp nạn mà cô Sen hồn nhiên không hiểu ý. Mày làm gì ấy? Mày gặm cái ngô từ cửa trên kia xuống đến tận dưới này. Nào, xem nào. Làm gì ấy? Cái kết cho sự ngựa ngựa của Boss là đây. Rảnh quá không có chuyện gì làm, chú chó này đã gặm một quả ngô siêu to chơi chơi, để rồi cuối cùng bị vướng vào răng, không sao tự gỡ ra được. Làm gì ấy? Hả? Cái ngô này có tội lỗi gì với mày? Mày thèm ăn ngô như thế á? Bất đắc dĩ nó mang cả hiện trường từ cửa trên đến tận xuống dưới xin sự giúp đỡ từ cô Sen, nhưng lại làm cô hiểu lầm là ẻm thèm ngô quá không dứt ra được. Boss liếc nhìn Sen 80 nhát đầy sự cầu xin đáng thương, vậy mà cô vẫn chẳng hề nhận ra. Bỏ ra nè, bỏ ra. À, bị mắc vào à, phải không? Ôi, bị mắc vào thật. Ôi dồi ôi, bị mắc vào quả ngô rồi. Ai bảo mày ngớ răng mày đi nghịch làm gì hả? Chết chưa? Úi dồi ôi, đẹp trai chưa? Quay lại đây xem nào. Cuối cùng sau khi Boss nghe trách oan xong no nê thì Sen mới nhận ra điều khác thường. Tôi thấy mà tôi tức á, tức mà bị kẹt họng không nói được lại càng tức hơn. Sao mà hay nghĩ xấu cho người ta quá à? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.